Điện máy Phúc Minh Tiến xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hiện tại hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người máy tách hạt ngô. Hiện tại thì bên cửa hàng chúng mình đang có sẵn 3 dòng máy trên thị trường. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn riêng về dòng máy tách hạt ngô ngựa. Hiện tại bên tay mình đây là máy tách hạt ngô ngựa. Cái đặc trưng của chiếc máy này đó là các bạn có thể thấy ở đây là màu xanh lá đúng không ạ? Và thứ hai là cái hình thức của nó thì khá là giống con ngựa, nên là bên mình hay gọi nó gọi là máy tách hạt ngô ngựa nha mọi người. Mình xin giới thiệu qua một chút về tổng thể của chiếc máy. Thứ nhất là về động cơ. Đây, động cơ mọi người có thể thấy đây là bên mình đây là động cơ 1,1 kg 5. Dây lõi dây đồng 100%, sử dụng điện 220V, rất phù hợp với tất cả các hộ gia đình luôn. Thứ hai đó là đây, mình hay gọi đây gọi là đầu vào. Đầu vào nơi mà mọi người cho ngô vào nhá. Ở đây có cái lô tách hạt ngô này. Đây. Có đầu vào thì sẽ có đầu ra. Ở đây có hai đầu ra. Một bên này, đây là đầu ra của hạt ngô này. Còn đây là đầu ra của cái phần bắp ngô này. Đây nha mọi người. Ở đây có cái cần đấy nha mọi người. Mọi người có thể thấy ở đây này. Cái cần này đây. Nó cũng rất là dễ sử dụng thôi. Tức là đối với kích thước của ngô to ấy thì là các bạn cho cái cần gạt này nó về cái mức cao nhất, cái mức này này. Còn cái mức hạt nếu mà ngô mà bình thường đến vừa nhỏ thì các bạn cứ cho cái cần nó về cái mức này thôi. Với cái cơ chế hoạt động của nó ấy, đây. Cơ chế hoạt động của nó là bằng cách là ép cái thanh sắt, ép cái miếng sắt này này xuống cái phần lõi này. Các bạn có thể thấy nhá. Đây. Đấy. Là nó sẽ ra cái bông ngô to hay nhỏ thì nó sẽ ra qua bằng cách ép cái thanh sắt này xuống cái phần quả lô này, được chưa ạ? Đấy, nhưng mà bình thường thì bên mình hay để ở cái mức ở giữa thôi. Tùy vào cái nhu cầu, tùy vào cái mục đích của mọi người mà mọi người có thể sử dụng cái cần đấy một cách hợp lý. Sau khi mà giới thiệu qua cái máy tách hạt ngô này thì nói chung là chỉ có như vậy thôi ạ. Nếu mọi người mà muốn biết thêm thông tin chi tiết để nhận các thông báo về cái máy tách hạt ngô sau này nữa thì mọi người có thể đăng ký kênh của mình, liên hệ với mình qua số điện thoại 0988 132 789, điện máy Phúc Minh Tiến, quốc lộ 1A, cầu Bùng, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe nhé.